Hạ chí ngũ nghịch thập ác Đó là nghiệp nhân của vô gián địa ngục Tội nghiệp cực trọng Trong tư liệu tham khảo của chúng ta có ở tờ thứ hai mươi ngũ nghịch phật học đại từ điển ngũ nghịch kinh trọng Đại thừa nghĩ chương thất viết Sát phụ tối khinh Sát mẫu thứ trọng Sát A-la-hán thứ trọng Xuất thân Phật huyết thứ trọng Phá hòa hợp tăng tối trọng Là nhẹ trong tội ngũ nghịch Tội ngũ nghịch quả báo là Vô gián địa ngục Giết mẫu thân Tội nặng hơn so với giết phụ thân Mẫu thân ân nặng hơn so với phụ thân Mẫu thân sinh bạn Mẫu thân dưỡng dục bạn Mẫu thân chăm sóc bạn Cho nên tội giết mẫu thân Tội nặng hơn giết phụ thân Giết A-la-hán thứ trọng Giết A-la-hán Phải nặng hơn sơ giới giết mẫu thân vì sao vậy a la hán là lão sư giáo hóa một phương bạn giết họ đi rồi người một phương này pháp thân huệ mạng bị đoạn trong tay của bạn cái nhân quả này bạn phải gánh đoạn pháp thân huệ mạng của người còn nặng hơn so với thân mạng của họ Phải nên biết Không biết thì không được Không biết thì khi làm sai việc Không hề biết Vì thì làm thân Phật ra máu Nặng hơn so với giết A-la-hán à làm thân phật ra máu là phật ở đời bạn muốn khởi lên ý niệm giết phật phước báo của phật rất lớn bạn không thể giết được ngài thế nhưng bạn muốn làm phật chịu chút tổn thương chảy một chút máu việc này có thể làm được ai làm gì đề bà đạt đá Cho nên Đề Bà Đạt Đa Thân sống trong đọa địa ngục Chân thật Đại địa nứt ra Ông ấy rơi xuống Gặp quả báo nặng đến như vậy Chúng ta không thể không biết Hiện tại Phật không còn ở đời Có làm thân Phật ra máu hay không có có đồng đẳng có đồng tội là ác ý hủy hoại tượng phật không phải không cẩn thận hủy hoại không cẩn thận làm hư tượng phật thì tội rất nhẹ nếu như ác ý sân hận không ưa thích cái tội này rất nặng Công đức tạo tượng rất lớn Vì sao vậy? Vừa thấy qua mắt Mãi đã trồng thiện căn Ở đây tạo một tượng Phật Mỗi ngày có bao nhiêu người xem thấy Xem thấy Thì trong a là gia Liền có chủng tử Phật Nếu bạn đem cái tượng này hủy hoại đi tất cả chúng sanh không còn xem thấy trong a lại gia thức sẽ không còn cái chủng tử này cái chủng tử này không nên xem thường nó nó sẽ khởi tác dụng có cái chủng tử này đời sau kiếp sau sau khi gặp được duyên nó sẽ khởi tác dụng họ sẽ tiếp tục không ngừng tu tập nếu như gặp được định tông họ rất có thể đi đến thế giới cực lạc để làm phật bạn đoạn đi cái duyên này của họ Bạn phải gánh lấy trách nhiệm hay không? Cái tội này nặng Thật không gánh giác nổi Tội nặng nhất là phá hòa hợp tâm Cho nên phá hòa hợp tâm Tội rất nặng chính là phá hoại tăng đoàn cố thành thần vân phá tăng tối trọng vì sao vậy hà cố như thị ly tam bảo cố Trung lược cả nhập thánh giả Bất đắc nhập thánh Tòa thiền học vấn Đọc tùng lễ bái Như thị đẳng sự Nhất thiết bất đắc Sở dĩ tối trọng Tạo cái tội này nặng Vì sao vậy? Làm cho tam bảo Phân tán bảo họ hoàn tục không cho phép họ học phật chướng ngại họ học phật họ có thể tu thành khai thị ngộ nhập rất có thể trong số họ có thành tựu tọa thiền học vấn Tòa thiền là phương pháp tu học của thiền tông Học vấn là giáo hạ à. Đọc tụng lễ bái thấy đều không có thể khó thành tựu Cho nên rất nặng Tăng tu lục hòa kính cho nên gọi là hòa hợp tăng đoàn không luận tăng đoàn lớn nhỏ phật pháp tăng đoàn nhỏ nhất là bốn người bốn người cùng nhau tu học tuân thủ lục hòa kính Tuân thủ quy cụ Phật chế định Chính là giới luật Đó chính là tiêu chuẩn tăng đoạn Thiên nhân cung kính Chư Phật tán thán thần hộ pháp bảo hộ bạn phá hoại nó bạn không thể thành tựu nó cái tội này thì nặng tăng đoàn ở nơi đâu họ mấy người tu hành chân thật tu hành liền có thể bảo hộ bình an cho cái khu vực này đây là người có trí huệ có phước báo có trí huệ có phước báo chỗ này sẽ không gặp nạn cho nên phá hòa hợp tăng là tạo đại nghiệp thế nào Quá nặng rồi Thập ác Tam tạng pháp số Xuất pháp giới thứ đệ Ác tức quá lý Chi hạnh Tư tưởng ngôn hạnh của bạn Không như lý Như pháp Vì chúng sanh xúc cảnh điên đảo Tướng thử Cảm tình Ư thân khẩu ý động dữ lý quái Thành thử thập ác giả Nhất sát sanh Sát sanh giả Vì tự sát diệt giáo nhân sát Chính mình không giết Nhưng ra lệnh Cho người khác giết Bỏ người khác sát sanh Đoạn hại tất cả chúng sanh chi vật mạng giả Trong sát sanh Lấy giết người Là nặng nhất Giết người Đều phải đọa địa ngục Con người này không có tội Bạn làm sao có thể giết hại họ Đường Thái Tông là hoàng đế tốt Bạn xem phụ thể của ông Nói với chúng ta Ông đòi dạo vô gián địa ngục Người ta hỏi ông tại vì sao đòi địa ngục Ông là hoàng đế tốt mà Hoàng đế tốt tạo tội nghiệp địa ngục cũng phải chịu quả báo không hề nói làm hoàng đế tốt thì không đọa địa ngục hỏi ông đã tạo ra tội nghiệp địa ngục gì giết người cuối đời nhà tùy chính trị hữu bại quần hùng đều đứng lên để tranh lấy chính quyền Đường Thái Tông là một trong số đó Đều đánh bại người khác Đều giết hết Ông ấy lên hoàng đế Người Trung Quốc, người nước ngoài Thấy đều giết Tội nghiệp của vô gián địa ngục Thâu đạo, thâu đạo giả Vị Thiết thủ tha nhân nhất thiết Tài vật giả Tam tà dâm tà dâm giả Thân Ba ác Phía sau khẩu bốn Vọng ngữ Vị hảo tạo hư ngôn Cuồng hoặc tha nhân giả Ngũ, lưỡng thiệt lưỡng thiệt giả Vị hưởng thử thuyết thị hướng bỉ thuyết phi Vị hướng thử thuyết thị hướng bỉ thuyết phi hướng thử thuyết bỉ nhị sự bỉ thử quay tranh giả làm cho hai người này bất hòa làm cho hai người này đấu tranh Họ ở giữa khiêu khích Ở giữa thủ lợi Lục ác khẩu ác khẩu giả Vì ngôn ngữ thô khoánh Hủy đoạt tha nhân Linh kỳ thọ não giả Lời nói rất có nghe Gọi là hủy nhục người khác Khiến cho người khác phải chịu khổ Thất ý ngữ Ý ngữ giả Cũng là lừa gạt người Thân ba Khẩu bốn Ý ba Mười ác Ý là làm chủ Ý chính là ác của tâm Tham sân si bác tham dục tham dục giả vị tư thuận tình chi cảnh tham trước lạc dục tâm vô yểm túc giả quả báo ở cõi quỷ tâm tham đọa ngạ quỷ Hiện tại đối tượng của tham Gần như toàn cầu đến đâu Cũng đều có thể xem thấy Lấy bốn chữ làm đại biểu Tài, sắc, danh, lợi Ai không tham nếu họ biết nhân quả thì họ không dám tham vì sao vậy đọa cõi quỷ cửu sân nhuế xuân nhớ giả vì ư di tình chi cảnh bất thuận kỳ ý tâm sanh phẫn nộ giả đọa địa ngục xuân nhuế đọa địa ngục Rất là đáng sợ Thập tà kiến Tà kiến giả Người ngu si Không tin vào nhân quả báo ứng Bất cứ việc xấu nào Họ cũng dám làm Hành tà kiến đạo tâm vô chánh tính giả không cõi xúc sanh cho nên quả báo của bụi ác ở ba đường ác nghiêm trọng đều đi đến địa ngục kế đến là ở cõi ngạ quỷ năm nghịch mười ác trong chú dạy nói năm nghịch mười ác lâm chung niệm phật cũng được tùy nguyện giảng sanh thù thắng của pháp môn này không thể nghĩ bạc tạo tác năm ác mười nghịch là hết cứu gặp được tịnh độ thì có thể cứu vấn đề là họ có tin tưởng hay không họ có thể cãi lỗi hay không thật tin tưởng thật sám hối sám hối là quay đầu ta vì sao không tạo nữa đây gọi là chân sám hối Hoành xuất tam giới Viên chứng bốn độ Đốn giữ quan âm thế chí tịnh kiên Tịnh tông là trực tiếp giảng sanh thế giới cực lạc Hoành xuất Hoành xuất Đối diện với đó là thụ xuất Nếu như chúng ta đi là Tám dạng bốn ngàn pháp môn Cái này là từng bậc từng bậc đi lên Đây gọi là thủ xuất Trước tiên chúng ta phải sanh ở trời dục giới Trời dục giới hướng lên trên là trời tứ thiền Trời tứ thiền lại hướng lên trên trời tứ không Lại xuất ly sáu cõi luân hồi Chứng quả A-la-hán A-la-hán lại hướng nâng lên trên Bích Di Phật lại nâng lên bồ tát lại nâng lên là phật từng giai đoạn từng giai đoạn mà đi lên đây gọi là thụ xuất tịnh tông không phải như vậy tịnh tông chỗ này lâm chung liền đến thế giới cực lạc gọi là hoành xuất thụ xuất khó thời gian quá dài không dễ dàng tu Chúng ta đi thụ xuất Con đường này không thông Đi hoành xuất Điều kiện của hoành xuất Chính là thật tính Chân thật tin tưởng Có thế giới cực lạc Chân thật tin tưởng Có nhân quả Báo ứng chân thật tin tưởng phát nguyện cầu sanh phật liền đến tiếp dẫn bạn không có chút nào hoài nghi hoài nghi là chướng ngại người trong tâm có hoài nghi người niệm phật cả đời này không thể giảng sanh vì sao vậy hoài nghi thì làm lệch làm lỡ mất đi cơ hội một đời này giảng sanh thế giới cực lạc cho nên quyết định không được hoài nghi chúng ta phải làm thế nào mới có thể không hoài nghi cần phải đem thế giới cực lạc làm cho rõ ràng làm cho tường tận lý tường tận rồi sự cũng làm cho rõ ràng mới chân thật không hoài nghi chân thật tin tưởng rồi có rất nhiều người đã đi qua đều làm chứng minh cho chúng ta những biểu pháp này làm tác chứng Và nhất không thể xem thường Họ đến để cho chúng ta Thành tựu Tính nguyện niệm Phật của chúng ta Đến thế giới cực lạc Viên chứng bốn cõi thế giới cực lạc có bốn cõi một xanh tất cả xanh một trứng tất cả trứng hay nói cách khác xanh cõi phàm thánh đồng cư đồng thời cũng như xanh cõi phương tiện bằng như xanh cõi thật báo bằng giới xanh cõi thường tịch quan chân thật không thể nghĩ bạn đến thế giới cực lạc bạn liền thấy được quán âm bồ tát thấy được đại thế chí bồ tát các ngài là học trò của a di đà phật chúng ta đi rồi đến thế giới cực lạc thân phận của chúng ta quan hệ với các ngài là bạn học các ngài là trưởng bối của chúng ta chúng ta là sư đệ của các ngài là người một nhà Cho nên sánh dài với các ngài Khả kiến tử pháp môn chi cứu cánh phương tiện Thiện ứng quần cơ giả Bao gồm tất cả căn cơ Chỉ cần ác Năm nghịch mười ác Trước khi lâm chung Một hơi thở chưa dứt Phát nguyện cầu sanh Có thể niệm một câu A-di-đà Phật Thầy đều có thể giảng sanh Việc này chúng ta nhất định phải ghi nhớ Xem thấy Những chân tướng sự thật này Chúng ta chính mình dò xét chính mình Ngay đời này có thể giảng sanh hay không Có phù hợp điều kiện giảng sanh hay không Đích thực phù hợp Chỉ cần chịu đi Không có người nào không phù hợp Tạo tác tất cả tội nghiệp Năm nghịch mười ác Một niệm hồi đầu Thấy đều được độ